Dạ vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thanh niên thân mến. Như vậy trên sân khấu tình yêu đã xuất hiện hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để được bước lên đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu chú rể không thể quên được những người cha, những người mẹ. Và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà gái, ông Lò Văn Tuấn và mẹ Quảng Thị Nguyên, là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Yến Vy, cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày nay. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà gái, xin mời giới thiệu đại diện cho bên phái đoàn của nhà trai, đó chính là bác Văn Chính và bác Hà Thị Lý, là hai bác của chú rể anh Công, cũng sẽ đại diện cho bên phái đoàn của nhà trai bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, chúng ta hãy vang lên những tràng pháo tay thật lớn và thật dài để cùng chào đón hai bên gia đình tham gia đi ạ, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thanh niên thân mến. Như vậy trên sân khấu tình yêu đã có mặt đông đủ đại diện hai bên gia đình thông gia và hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu chú rể sẽ dành một cái cúi đầu thật sâu để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách. Một lời chào, xin mời. Đúng rồi. Chương tức lời con mẹ phía nào hạ xuống. Ở tại văn hóa sơn cờ sang là nòng Yến Vy đi cờ bay ép phải học ế bón lại chương trắng là mỹ ế ban lại ve trắng mắc kén quan lẩy sang ai còn nghỉ ở chân ăn mắc cờ hết kén quan cần lại tính quán cần qua điện thoại Facebook Zalo thôi xin là nòng Yến Vy đi trắng hẹn anh công nghỉ trắng là bay qua chơi in phố ai văn công đi trắng là sửa phúc hùa lúc qua sửa bát bá lúc này khay tù hân ở bay in cho nên ai anh công nghi trắng tấu phí ổn liệp mường tấu phí phương liệp nằm tấu phí nơi ổn kiểu đình mương vươn thắng quay phó lào sao trắng má phó báo lẩy phó cắn đầu sông sai ta tít cắn số nén trắng kiểu lẩy quáp chu trai trắng len su ảo lẩy quáp báo quáp xào nhích trắng tô su cò su mè phó mè cả trắng hạt trắng phanh trắng cái phùa hở bay cái lầy hở khẩn ủm rất sâu âu rất lu té bên ngoã xương lâu ở mưa đi mưa lì bên chân sang ngàn tàn nai kiếm ma hà lầy cá mơi xuống mà xuống bên phong mày bản khó ngọc cắn mắt tủng má tôm khỏi bơ biển hồi xưa tàn nà hở sang ngàn phú gia tàn nai chúc hở xuống mà xuống bên phong mày bản khó ngâu bó mắt bần lì tìm ớt phần cả hảo chân mẩn dưng dệt kinh phá tay mà khùng xiển sang bầu sợi sang nhọt nước xuống mà xuống bên phong mày bản khó ngâu đâu. Vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Bao nhiêu năm đợi tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc cuối cùng từ đây, ông tơ bà nguyệt xe dây, nguyện thề trời đất ta cùng có nhau, dù cho bãi bể nương dâu, kết duyên long phượng thắm sâu ân tình. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà gái long trọng tổ chức lễ vu quy của đôi bạn trẻ Yến Vy sánh diện cùng với chú rể anh Công trong buổi trưa ngày hôm nay, được sự đồng ý nhất trí của đôi bên gia đình và chính quyền địa phương cho phép. Với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể các vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn được trân trọng tuyên bố lễ vu quy của đôi bạn trẻ Yến Vy anh công Yến Vy chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng quý vị ơi. Xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, xin mời hội hôn của chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến những khoảnh khắc lãng mạn hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về phía trước một bước và sẽ cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Xin mời hai bạn. Và vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, chiếc nhẫn tình yêu mà chú rể anh Công đang trao cho cô dâu Yến Vy, nó được tượng trưng như một vòng tròn của trái đất. Nó được đúc kết bằng một kim loại thật là bền bỉ, không thể có hóa chất nào làm phá vỡ chiếc nhẫn tình yêu mà họ đã trao cho nhau trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, quý vị và các bạn không quên dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn như không quý vị ơi. Vâng, tiếp theo chương trình,
từ bên phía gia đình cũng có chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa dành cho cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu có một món quà dành cho hai con của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, chị và các bạn thanh niên thân mến, đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thì thưa mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, đây là một món quà thật là ý nghĩa mà bố mẹ cô dâu đã ấp ủ bao lâu nay dành tặng cho hai con của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Và một món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của bà ngoại cô dâu, cũng có một món quà dành cho hai cháu của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời món quà của bà ngoại. Vâng, trân trọng kính mời món quà của bà ngoại của cô dâu. Và món quà tiếp theo trân trọng kính mời gia đình bác Dũng Bùn, món quà của gia đình bác Thuận May. Trân trọng kính mời món quà của gia đình dì Hòa. Trân trọng kính mời món quà của gia đình chú Thanh Mai, gia đình chú Trung Xoay và gia đình chú Thành Duyên. Và một lần nữa, những ai có tên trong danh sách, chúng ta sẽ cùng nhanh chân dẻo bước đem những món quà thật ý nghĩa dành cho hai cháu của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những món quà thật ý nghĩa từ bên phía gia đình bà ngoại, gia đình bác Dũng Vun, gia đình bác Thuận Mây, gia đình dì Hòa, gia đình chú Thanh Mai, gia đình chú Trung Xoay, gia đình chú Thành Duyên. Và món quà đặc biệt hơn trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là món quà của mẹ chú rể, cũng có món quà dành cho hai con của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn những món quà thật là ý nghĩa từ bên phía gia đình đã dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Những món quà thật là ý nghĩa. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời hội hôn của chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về thắp bánh thu thê để cắt bánh. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng tiến về thắp bánh thu thê để tiến hành nghi thức cắt bánh hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nắm tay nhau và cùng cắt chiếc bánh hạnh phúc trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay.
tiếp theo chương trình, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về tháp rượu tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu sâm banh. Xin chào, kính mời. Cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay rót ly rượu hạnh phúc của mình cho người lấy trong đài ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, chị và các bạn thanh niên thân mến, trước khi yêu nhau thì chú rể cũng có nói với cô dâu rằng em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, quý vị không quên dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng quý vị ơi. Vâng, xin mời chú rể sẽ cùng rót chai rượu thứ hai. Vâng, kính thưa quý vị, chị và các bạn thanh niên thân mến, vì khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, kính thưa quý vị, để được bước lên đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu chú rể không thể quên được công ơn dưỡng dục, công ơn dạy dỗ của những người cha, những người bác, những người mẹ. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ rót những ly rượu và xin mời chú rể anh Công sẽ nâng hai ly rượu kính lên bố mẹ vợ của mình, còn cô dâu sẽ nâng hai ly rượu kính lên hai bác bên gia đình nhà chồng. Trân trọng kính mời. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ nâng hai ly rượu hạnh phúc của mình và quay trở về vị trí ban đầu. Xin chào, kính mời. Và sau đây xin mời hồi hôn của chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu, cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất mà cô dâu chú rể sẽ cùng uống rượu ra môi. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng quay mặt vào nhau và sẽ cùng uống rượu ra môi. Xin chào, kính mời. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn và đồng nghiệp phu thê. Và sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ tiến lại gần nhau để chặt ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Vâng, xin mời ạ. Vâng, thưa quý vị, chính thức từ giây phút này trở đi, hai bên gia đình đã có dự thảo và sâu hiền. Và một lần nữa chúc cho chú rể anh Công luôn giữ vững được tay chèo của mình để đưa con thuyền tình yêu đến đến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu Yến Vi luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn trung thủy với người chồng của mình, để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Và một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã bất chấp thời gian vàng ngọc của mình về chung vui với lễ bục quy của đôi bạn trẻ. Cô dâu Yến Vi sánh diện cùng chú rể anh Công trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc ngon miệng và thật vui tươi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể và hai bên gia đình thông gia sẽ cùng trở về phía dưới từng bàn tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chung vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào, kính mời.